Xin chào anh chị, xin giới thiệu anh chị chảo rang muối dạng công nghiệp. Đây là mẫu muối thành phẩm sau khi chảo rang xong đạt yêu cầu của người sử dụng. Quá trình rang mình sẽ cho mẫu muối nguyên liệu vào trong chảo, sau đó mình sẽ bật nhiệt lên và bật cánh khuấy lực tâm lên. Cánh khuấy thiết kế dạng quét hành giúp xào xới cái sản phẩm mình trong suốt quá trình rang để không có bị dính cái đáy chảo. Tốc độ cánh khuấy có thể điều chỉnh nhanh chậm theo cầu nên tùy cái sản phẩm mình sẽ điều chỉnh cái tốc độ cho phù hợp. Trong quá trình rang mình có thể cho thêm cái gia vị để sản phẩm muối đạt yêu cầu của người sử dụng. Sau một thời gian rang muối bắt đầu khô. Khi muối chín đạt yêu cầu rồi mình sẽ tắt nhiệt đi và nhấn nút cho cái cơ cấu đổ liệu, đặt cái chảo xuống để đổ sản phẩm ra. Nhờ cái cơ cấu này mà người làm việc vận hành máy rất khỏe. Thì muối khô đạt yêu cầu của người sử dụng. Tiếp tục nghiêng cái chảo muối về vị trí ban đầu để mình rang mẻ tiếp theo.